Mưa bắt đầu. Quá tuyệt vời. Lâu lắm mới được chạy lại nha. Wow, giỏi quá. Cuộc đua tiếp tục. Wow, thiệt là ngoạn mục nha. Wow, em bé đã biết quay đầu xe luôn rồi. Tuyệt vời. Cẩn thận. Wow, biết vẽ lái luôn. Wow, wow, chạy vòng tròn được luôn. Ba chị theo đấm đuối. Em bé chỉ mới có 3-4 buổi chạy xe thôi mà thật là tuyệt vời. Dạ, yeah, không sao. Cố gắng lên. Wow. Đi từ đây quẹo đến đây rồi quẹo 100 rồi đi tiếp ha. Yeah, đi một vòng luôn nha. Tay đua kiệt sức. Wow. Yeah, tự quay đầu xe luôn, thiệt là giỏi đó nha. Quá xuất sắc mấy bạn ơi. Sushi đang khơi thì bỗng dưng leo lên xe là biết chạy. Còn Siro thì chỉ tập 1-2 ngày thôi. Ghê quá. Quẹo lại luôn. Wow, thiệt là tuyệt vời. Ba có mệt không? Bạn hãy tiếp tục đây. Đợi Siro nha. Rồi, Siro phát biểu cảm nghĩ sau khi chạy mấy vòng. Mình cảm thấy nhức tay nhức chân vì đạp quá nhiều. Thăng bằng quá nhiều. Nhưng mà hôm nay là không khí rất là đã, đúng không? Bây giờ đang là bắt đầu mùa vọng rồi nè. Bây giờ đang là tháng mấy? Giờ ra ôi, xin lỗi các bạn nha. Giờ tới tháng của ngày trước sinh ra. Bye bye. Yeah. Trời lạnh lạnh chạy xe thật là tuyệt vời. Wow, have fun day.